Tát tìm cảnh người hùng Trung Quốc dùng vai đỡ bé gái lọt chuồng cọp. Một phụ nữ Trung Quốc bất chấp nguy hiểm dùng vai đỡ một bé gái treo lơ lửng trên lan can cửa sổ tầng 2. Khi đang đi trên đường, một người phụ nữ đã nghe thấy tiếng khóc của một bé gái bị mắc kẹt trên lồng sắt ở lan can cửa sổ tầng 2 của căn hộ tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Người phụ nữ này đã bám vào một lồng sắt bên dưới, sau đó trèo lên và để bé gái đứng trên vai trong suốt 20 phút. Hai người đàn ông sau đó đã hỗ trợ để đưa bé gái tới nơi an toàn. Cô bé may mắn không bị thương sau vụ việc. Các nguồn tin cho biết, bé gái vô tình bị ngã khi đang ở nhà một mình. Chia sẻ về hành động cứu bé gái, người phụ nữ nói, tôi không biết từ đâu mà tôi có sự can đảm như vậy. Có lẽ đó là bản năng của một người mẹ. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm của người phụ nữ. Sau khi trở thành một người mẹ, tôi nghĩ tôi cũng sẽ hành động như cô ấy. Một người bình luận,